chính phủ của thành phố này không khuyến khích mình cho họ tiền và thành phố đã để những cái bảng như thế này. Dịch tiếng Việt là giữ tiền của mình đừng cho những người này. Và các bạn cũng thấy có rất là nhiều bạn xin tiền còn rất là trẻ, mặc đồ cũng rất là đẹp. Thường thường mấy bạn xin tiền là cầm mấy cái bảng như thế này. Dịch tiếng Việt là cho thằng nghiện này một miếng phô mai. Hello anh em, mấy hôm nay mình coi được nhiều cái video của anh em mình chia sẻ trên mạng về cái cuộc sống của người Mỹ, những cái người vô, đặc biệt là những người vô gia cư, những người kêu bằng homeless này nọ đó anh em. Thì hôm nay mình mời anh em cùng với mình xem vài cái hình ảnh này ha, cũng giống như tìm hiểu chút xíu về cái đời sống của họ, rồi chính phủ có những cái chương trình gì hỗ trợ, trợ giúp họ, hay là rồi nhìn trên nước Mỹ này có bao nhiêu người vô gia cư theo cái thống kê. Rồi cái cuộc sống này có được kêu bằng hợp pháp hay không anh em, có nhiều tiểu bang hợp pháp hay là không hợp pháp. Vậy thôi mời anh em cùng với mình tìm hiểu chút xíu rồi coi lại vài cái hình ảnh này ha. Theo Bộ Phát triển Nhà và Đô thị HUD đó anh em, thống kê thì khoảng 582.000 người Mỹ rơi vào cái tình trạng vô gia cư vào năm 2022. Tỷ lệ này là khoảng 18 người trên 10.000 người ở Mỹ, tăng khoảng 2.000 người so với năm 2020. Cái nói vô gia cư thì mình thích thì mình vô gia cư thôi anh em. Nhưng thực ra cái trên cái góc độ pháp lý thì chỉ có hai cái tiểu bang là kêu bằng hợp pháp đó ngoan anh em, Oregon và với lại Wyoming. Còn bao nhiêu những tiểu bang khác thì coi như thường thường là nó bị kêu bằng coi như là không hợp pháp á. Thường thường mình ở ngoài đường cảnh sát hay kia này kia, hay lại không cho mình ở, tụ tập này kia đó. Rồi những góc đường mà có người homeless, người vô gia cư tụ tập nhiều á, thì thường thường chính phủ thành phố nó hay có để những cái bảng không cho tiền, khuyến khích mình không cho tiền, chỉ cho đồ ăn này nọ đó. Bảng như thế này, dịch tiếng Việt là giữ tiền của mình đừng cho những người này. Nếu muốn cho từ thiện hãy cho thẳng vào thành phố. Và cái bảng ở dưới là những số phone và nơi cần phải cho. Nguyên do là nhiều người này lợi dụng tình thương của người dân để mua thuốc và nghiện. Và các bạn cũng thấy có rất là nhiều bạn xin tiền còn rất là trẻ, mặc đồ cũng rất là đẹp. Thường thường mấy bạn xin tiền là cầm mấy cái bảng như thế này. Dịch tiếng Việt là cho thằng nghiện này một miếng phô mai. Mình ở thành phố này 23 năm rồi và 4 năm gần đây mình thấy rất là nhiều người đứng đường xin tiền các bạn. Nếu các bạn hỏi mình tại sao chính phủ không lo, thật sự chính phủ có lo các bạn. Ở thành phố mình có những nơi dành cho những người vô gia cư, ăn uống miễn phí, nghỉ ngơi miễn phí và có đồ đạc miễn phí nữa. Nhưng mà họ vẫn mỗi ngày đi xin tiền bình thường. Và mỗi tiểu bang là luật lệ khác nhau. Và Cali thì mình không biết nhiều, nhưng mà tiểu bang của mình, thành phố của mình thì rất là nhiều nơi giúp người vô gia cư. Và nhiều khi nhà thờ phải đóng cửa sắt tại vì mấy bạn này nghiện rồi xả rác ở đây luôn. Và chú này mặc đồ này cũng xin tiền luôn nhưng mà thấy cảnh sát là bỏ đi. Giống như anh Cường nước Mỹ nói, ngoài những cái chính sách trợ giúp hỗ trợ của tiểu bang hay là thành phố hay là địa phương thì liên bang họ cũng có giúp đỡ nhiều lắm. Giống như mình có một người bạn là bác sĩ mà làm việc cho cái tiểu bang Oregon về bên Health and Human Services á, thì ông nói là một tháng là chính phủ của tiểu bang ổng á trợ giúp cho cái những người homeless này, những người vô gia cư này là 437 đồng tháng. Rồi ngoài đó thì họ luôn lúc nào cũng cung cấp những cái tiêm kim tiêm miễn phí mà sạch để cho họ dùng để không có bị truyền nhiễm. Rồi ngoài cái vụ đó thì họ nói còn cho cấp mấy cái loại thuốc chống độc nữa anh em. Lúc nào cho nên họ là cho những người vô gia cư này mà họ dùng thì họ bị dùng thuốc mà bị quá liều này nọ đó, họ có thuốc họ tự giải này nọ luôn. Nghe nó cũng tức cười nhưng mà là một cái chính sách để mà là giúp đỡ cho họ đỡ có bị chết bậy này nọ ha. Thôi bây giờ mình tìm hiểu chút xíu về mấy cái chương trình trợ cấp nhà ở của chính phủ liên bang. Mà cái chương trình đầu tiên mà mình ai cũng biết đó là chương trình HUD, Bộ Phát triển Nhà và Đô thị. Thì cái chương trình trợ cấp khẩn cấp này cung cấp cái kinh phí cho các dịch vụ cho các cá nhân và gia đình vô gia cư, hoặc đối với những người có đối diện với cái tình trạng vô gia cư, hoặc những cái gia đình có cái thu nhập thấp hơn cho với thành phố. Ví dụ như ở Florida, nếu mà một gia đình 4 người được coi là nghèo 100% so với cái tiêu chuẩn của liên bang, là nếu gia đình họ thu nhập dưới từ 30.000 trở xuống là được coi là xếp loại vào nghèo.
Bên cạnh HUD thì còn có cái Department of Children and Families, giống như là Bộ Trẻ Em và Gia Đình. Cái chương trình này giúp tự tích túc về kinh tế, cũng giống như là giúp hỗ trợ về thực phẩm, hỗ trợ tiền mặt tạm thời, rồi Medicaid, rồi hỗ trợ người tị nạn. Mỗi chương trình có những cái quy tắc và điều kiện riêng. Theo mình được biết thì hàng năm Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị ở Mỹ đều trao trợ cấp hỗ trợ người vô gia cư cho các cộng đồng quản lý nhà ở hoặc là những dịch vụ, những cái hội từ thiện này nọ đó anh em. Nhiều khi mình nói quá rồi anh em tưởng mình thơm đít mấy anh Mỹ, nhưng mà thực ra mình chỉ chia sẻ những cái gì mình biết sơ về những cái dịch vụ ở đây thôi. Sẵn cũng chia sẻ với anh em, nếu mà anh em nào muốn trải nghiệm cái đời sống vô gia cư ở Mỹ thì nên đi tới ở tiểu bang Colorado nha anh em. Tại vì cái tiểu bang này là được xếp hạng là cái tiểu bang mà có nhiều cái chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người vô gia cư đó, nhà ở này nọ. Còn về hợp pháp thì chỉ có hai bang là Oregon và Wyoming, là hai cái tiểu bang đó nó coi cái đời sống vô gia cư là hợp pháp. Còn những tiểu bang khác thì nó không là hợp pháp, nhưng mà nhiều khi nó chỉ ngó lơ. Chỉ tiểu bang California không á, thì theo mình được biết cái thông tin mới nhất á, là năm 2023 là tiểu bang này đã dành hơn 7.2 tỷ để hỗ trợ những cái người vô gia cư á. Thì ước tính là khoảng 172.000 người ở trên toàn tiểu bang này, thì quy ra là khoảng 42.000 một năm cho một người vô gia cư, họ xài tiền cho những cái chính sách, những cái programs này nọ. Theo mình tìm hiểu thì thành phố nào, county nào cũng có rất là nhiều cơ sở từ thiện. Rồi những cái cơ sở mà do tiểu bang, rồi thành phố hay là county run, họ đi để họ giúp những cái người vô gia cư này. Thì những cái chỗ này họ giúp cung cấp như là chỗ ở, thực phẩm, rồi đồ dùng này nọ. Rồi có nhiều người để ở đây để mà họ tìm những cái cơ hội để rồi chuyển đổi tình trạng vô gia cư tạm thời này qua cái tình trạng hay là những cái chỗ ở lâu dài về nhà ở, hay là có thể xin trợ giúp này nọ. Mình gọi sơ sơ có nhiều cái chương trình, nhiều cái programs mà chính phủ tài trợ giúp đỡ mình ha, cho những người mà thu nhập thấp, rồi có hoàn cảnh khó khăn này nọ, giống như welfare này ha, thứ nhất ha, rồi supplementary security income này ha, cho những người già này kia ha. Nếu mà mình không có đủ, mình không đi làm, không có đủ đóng thế an ninh xã hội khi mình gì già hay này nọ, mình không có đủ thì mình có thể xin này. Rồi SS disability insurance này ha, rồi supplementary nutrition assistance program này ha, special supplementary nutrition program for women, infants and children này ha, có nhiều lắm. Rồi welfare to work, thực ra mình kể sơ sơ rất là nhiều cái dịch program để mình có thể xin, hoặc là những người này trong cái tình trạng mà có thể bị homeless thì họ có thể xin. Nhưng mà mình cũng hỏi thăm, khi mình hỏi thăm nói chuyện với nhiều người thì phần nhiều là họ chọn cái đời sống này, cái lối sống này, họ thích rời đây mai đó, có gì ăn nấy, thiếu thì xin, hoặc là họ có nhiều khi họ có dính dáng trong cái lịch sử của họ, dính dáng tới cái chút gì đó mà nó không được sạch sẽ lắm, rồi cho nên họ cũng khó xin việc hơn mình. Hoặc là một số người mình theo mình được biết tìm hiểu á, thì có rất là nhiều người là do đi lính về, họ bị kêu bằng flashback hả ta, phải không anh em? Họ rồi về rồi có nhiều người cái tâm lý tâm thần của họ cũng nhiều khi không được ổn định á, rồi họ chọn cái cuộc sống này, họ đi cứ rời đây mai đó, hết tiền thì họ xin, thiếu tiền thì cũng họ xin luôn. Mà rồi một số người thì mình thấy luôn á là họ chủ yếu họ có cái kêu bằng sao ta, có một chút xíu tệ nạn nghiện ngập á. Rồi họ cũng đi làm, cũng khi mà mình dính cái đó, nhất là mình đi làm cho chính phủ liên bang này nọ, là những công việc đó thì nó khó hơn là công việc thường, cho nên chắc cũng có lẽ là do một phần đó. Rồi rồi những có những cái
những người không có chịu được áp lực á anh em, khi giống như mình đi làm hay tiếp xúc với những người khác á, họ dễ bực bội lắm, trong ngay cả trong cơ quan chỗ mình làm cũng vậy nữa. Có những người rất là sensitive, nhiều khi mình nói sơ gì chưa hiểu gì rõ nhảy cứng lên là la rồi giận rồi nghĩ là bị quấy nhiễu hay là bị đối xử phân biệt này nọ. Nhiều khi có nhiều người ta cái trong đầu người ta phía sau á, giống như người ta lúc nào ta cũng nghe những người khác là nói người ta kêu người ta xúi người ta làm này làm kia, hoặc là suy nghĩ những cái ảo tưởng sao á. Rồi những mình nói là cũng có rất là nhiều cái chương trình để mà hỗ trợ họ, nhưng mà không phải là những cái chương trình này, những cái tiền lương này có thể là giúp họ làm giàu đâu anh em, chỉ nó đủ sống cái kiểu mà mức sống mà thấp nhất vậy thôi, nhưng mà không phải là phải đói nghèo hay là phải là xa cơ thất thế rồi phải ngủ lề đường như là mình nghĩ đâu. Rất là nhiều cái cơ quan từ thiện, rồi do mình đi làm á, mình cũng gặp rất là nhiều người, rồi họ cũng chia sẻ những cái resource cho mình để mình chia sẻ với những người này đó, nhưng mà họ đã chọn cái cuộc sống như vậy đó anh em. Cũng theo mình được tìm hiểu được thì cái tiền mà kêu bằng trợ giúp thực phẩm hàng tháng hiện giờ đó là khoảng 243 đồng mấy chục sen một tháng cho một người. Với cái số tiền đó nếu mà mình đi mua đồ ăn mình tự về mình nấu thì mình nghĩ rất là nhiều. Đừng có cứ mua thịt bò loại hàng thượng hạng mua này kia, hoặc là mình đi ăn nhà hàng thì cái tiền này cũng không mua được ăn được nhà hàng, nhưng mà mình mua những cái đồ quá mắc tiền thì nó không đủ. Chứ thực ra những cái là kiểu Việt Nam mình ăn thì là dư giả, rất là dư luôn anh em. Theo các nhà kinh tế học vừa qua một cái tài liệu họ vừa công bố tháng trước thì nhiều người đưa ra rằng cho rằng là cái phúc lợi welfare này kia của chính phủ, cái những cái tiền trợ cấp này nọ, nhiều khi mà hàng tháng nhiều hoặc là bằng với những cái lương một công việc phổ thông của một người lao động ở Mỹ, cho nên thà họ ở không là họ xin còn hơn là để mà đi làm mà còn vừa cực khổ mà vừa còn ít hơn anh em. Thôi để mình kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em cùng với mình tìm hiểu chút xíu sơ sơ về cái đời sống của những người vô gia cư ở Mỹ, cũng giống như những cái chương trình trợ giúp mà ở Mỹ họ tài trợ, giống như lý do tại sao mà họ chọn cuộc sống trên đường phố hơn là để mà xin trợ giúp có một chỗ để ở ổn định. Rồi hẹn gặp lại anh em trong mấy video sau.